nấu canh bầu mà trong chiều bây giờ heo mua bầu đó. rồi em bầu có bị trước việc đúng không? Đúng rồi, Rồi nó cái gà heo nữa. giờ heo nó rim chấm mắm. Alo, mai cái nó ăn không ạ? Alo, giặt não gì? Alo, năm năm. Em cũng ba lúc mà đang ở chung với nhau. Nó đơn giản thôi, đừng nó cầu kỳ quá tí.
Cô mà chấm avocado vô là chị bị chảy máu phải lại đó nha. Thank you.